Xăng dầu Khu vực 1 là doanh nghiệp lớn nhất thuộc tập đoàn Petrolimex, thương hiệu với bề dày lịch sử và phát triển bền vững. Với thị phần phân phối trải rộng trên địa bàn 3 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, được cung ứng từ tổng kho xăng dầu Đức Giang, có sức chứa trên 8 vạn mét khối. Vươn tới mục tiêu không ngừng nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ, Xăng dầu Khu vực 1 liên tục đầu tư đồng bộ các ứng dụng công nghệ mới và phục vụ kinh doanh như kho bể, cây xăng hiện đại khang trang, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, công nghệ thông tin quản lý bán hàng. Là doanh nghiệp có thị trường lớn chiếm tới 60% thị phần xăng dầu trên khu vực với doanh thu lên tới 1 tỷ USD một năm. Để đạt được thành quả đó, chúng tôi không ngừng đầu tư, áp dụng công nghệ tiên tiến mà còn luôn năng động và áp dụng các mô hình dịch vụ chuyên nghiệp. Đến năm 2018 sẽ cung ứng chế phẩm xăng sinh học E5, xăng 95 và dầu diesel theo tiêu chuẩn Euro 4, thân thiện với môi trường trên toàn hệ thống. Với đặc thù là ngành hàng cung cấp nguyên liệu, sản phẩm chủ đạo của chúng tôi phổ rộng đến mọi phân khúc khách hàng, mục tiêu với 3 mảng kinh doanh: mảng kinh doanh xăng dầu phân phối thương mại, mảng kinh doanh xăng dầu bán lẻ tiêu dùng, các sản phẩm và tiện ích mở rộng. Xăng dầu Khu vực 1 cung cấp nhu cầu nhiên liệu xăng, diesel, nhiên liệu chất đốt cho ngành đường sắt, các nhà máy sản xuất, các trạm trộn bê tông, nhựa phục vụ xây dựng các công trình giao thông và hệ thống các khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn với sản lượng xuất bán trên 100.000 mét khối tấn trên năm. Với việc ứng dụng công nghệ và quản lý tự động hóa tại các bến xuất tổng kho, giúp tối ưu năng suất, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian phục vụ, từ đó giúp giao dịch nhanh chóng hiệu quả để hài lòng mọi khách hàng. Hơn nữa, khách hàng thường xuyên được hưởng sự ưu đãi, hỗ trợ tích cực từ phía công ty thông qua chính sách giá linh hoạt, hỗ trợ tín dụng, đầu tư và dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo trước, trong và sau khi bán hàng. Với hệ thống bán lẻ lên tới hàng trăm cây xăng hiện đại khang trang, đồng bộ về nhận diện thương hiệu, phần lớn các cây xăng của chúng tôi được trang bị cột bơm hiện đại 6 vòi để đảm bảo phục vụ cho nhiều xe cùng lúc và liên tục. Nhân viên bán hàng năng động, được đào tạo quy trình bán hàng 5 bước chuyên nghiệp, minh bạch, luôn thể hiện sự chu đáo, thân thiện với khách hàng. Quy trình 5 bước là quy tắc ứng xử trong giao dịch, thể hiện quyết tâm chuyên nghiệp hóa dịch vụ của chúng tôi. Cửa hàng xăng dầu tự phục vụ. Trong tổng số 120 cửa hàng xăng dầu của hệ thống, trong đó đã có 20 cửa hàng tự phục vụ trên toàn khu vực Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Cây xăng tự phục vụ, hệ thống bán hàng hiện đại đầu tiên được đưa vào Việt Nam áp dụng theo mô hình bán hàng của các nước tiên tiến nhưng được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện của Việt Nam, với mong muốn khách hàng có trải nghiệm mới đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, dành sự chủ động tối đa cho khách hàng, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giao dịch. Chào anh ạ. Chào em. Cho anh bơm 500. Em xin. Em gửi anh. Cảm ơn. Em gửi anh xong gói số 2 nhé. Cảm ơn em. Em chào anh. Mình là mình rất thích 3T. Tự động, tiện lợi. Hiện tại công ty đang triển khai chương trình khuyến mại giảm giá 100 đồng trên lít đối với hệ thống cây xăng tự phục vụ. À, còn tên thứ ba là tích điểm. Mỗi một lít xăng quý vị đổ sẽ được tích thêm 100 đồng cho lần đổ tiếp theo. Nào, mời quý vị hãy đến với 3T nhé. Mô hình này được áp dụng từ mùng 1 tháng 12 năm 2014, là bước tiên phong trong việc nắm bắt xu hướng tiến bộ, văn minh hiện đại và là hành động thiết thực đáp ứng chủ trương minh bạch hóa xăng dầu của ngành xăng dầu Việt Nam. Không chỉ dừng ở sản phẩm xăng dầu truyền thống, công ty đang tích cực tìm hướng đi mới trong hoạt động nghiên cứu phát triển và sản phẩm hóa dầu nhằm đa dạng hóa nhóm ngành hàng với các sản phẩm dầu mỡ nhớt, gas petrolimex,
nước giặt Jana và bảo hiểm Pizico, với mong muốn cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng tốt với chi phí phù hợp và tiện ích cao. Luôn uy tín bởi chất lượng sản phẩm, chúng tôi tự tin bước tiên phong trong dịch vụ để khẳng định mục tiêu phát triển vì lợi ích cộng đồng và trách nhiệm với môi trường, hướng tới đích của thịnh vượng và bền vững. Petrolimex, xăng dầu khu vực 1 vững bước tiên phong trong chất lượng dịch vụ.